Quảng Ninh, xe bán tải tông xe tải sang đường, 4 người thương vong. Chào mừng quý vị đã quay lại kênh, kính chúc quý vị ngày mới vui vẻ, tràn đầy sinh lực và sau đây là phần cập nhật tin tức trong ngày. Chiếc xe tải đang sang đường thì va chạm với xe bán tải khiến 3 người bị thương còn 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu. Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 25 ngày 4 tháng 7, tại cây M145-500QL18, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thời điểm đó, xe ô tô bán tải bằng kiểm soát 14C-26288 do anh Phạm Văn Tân, sinh năm 1991. Trú tại xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, điều khiển theo hướng Cẩm Phả Hạ Long, trên xe chở theo anh Vũ Hữu Thành, sinh năm 1973, trú tại tổ 3, khu 1 Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, và anh Trần Mậu, sinh năm 1990, trú tại Thanh Khê, Thanh Hà, Hải Dương, đã va chạm với xe ô tô tải bằng kiểm soát 14C-20057 do Nguyễn Văn Chỉnh, sinh năm 1974, trú tại tổ 8, khu Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, đang sang đường. Cú tông mạnh đã làm 3 người trên xe bán tải bị thương nặng, lái xe tải là anh Nguyễn Văn Chỉnh tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, cả hai phương tiện đều hư hỏng nặng. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân và phân luồng giao thông trên tuyến. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ kênh, hãy bấm nút like, subscribe và bấm vào cái chuông để nhận nhiều video mới nhất. Xin chào tạm biệt.